Xuống vuốt cho nó mỏng đi anh ha. Sao cái phone chuyện nó không thấy rõ vậy ta? Sao nó mờ mờ vậy ta? Giờ sáng rồi đó. Rồi lấy một bột ra nè. Đó, lấy một bột ra nè. Rồi, mình bỏ cái cái màu này là màu đi 10 nha, màu đi 10 nè, nó là màu xanh, xanh hơi lợt lợt. Ok, đây bỏ lên rồi. Xí vào đẹp nhức nát không? Gì chưa cái này, bỏ cục thứ hai nè, cục thứ hai nè, bỏ lên nè. Ok, xong mình bỏ bột ly lên nè, nhớ bỏ bột ly lên nha. Ok, đẹp nhất cái nắp luôn á. Trên thấy đẹp không? Hai màu mà đi có đẹp không? Hai màu mà đẹp đi cho vào trái tim bay phơi phới chơi đi. Dùm ra chút à. Ui dồi ôi nó đẹp nè. Ui dạ dạ. Ok, tí nữa còn mấy cái tiệc chiêu đây nữa, đẹp lắm, từ từ làm cái nào đơn giản ông rê trước đi, khi tháo móng ra có ảnh hưởng gì không anh? À, dạ không, cái này là mình làm với cố gắng là mình làm móng tay á, mà mình muốn móng tay người ta đừng có bị gì á, là mình phải làm sao cho nó chắc, đừng có để bị hở, rồi đừng có bào xuống móng người ta nhiều quá. Ok, đừng có bào xuống móng nhiều quá. Anh chị em nhớ là như vậy, cái tình yêu làm móng tay bao nhiêu năm mà đâu có bị gì đâu, đâu có bị ảnh hưởng đâu, bị ảnh hưởng người ta đâu có làm nữa đâu, đúng không? Mình nhớ cố gắng là mình làm á, mình đừng có mài trên cái móng thật của người ta nhiều quá, mình đừng có dùng cái đầu nhám nó dày quá, với nhám nó là medium nó vừa thôi, nhớ vậy thôi chứ còn ảnh hưởng gì đâu, đâu ảnh hưởng gì đâu, chỉ có sợ là ảnh hưởng túi tiền của nó thôi. Để ảnh hưởng túi tiền á, cho nên mỗi lần túi tiền nó tới đây là nó bị nóng bỏng, cho nên nó bị ảnh hưởng, khách hàng nó ảnh hưởng, mà nó không có ảnh hưởng là mình sống không nổi nha, mình không có sống nổi đâu á, cho nên mình phải cố gắng làm đẹp đẹp một chút để có ảnh hưởng, tới tới nó gặp mình thường xuyên. Anh chị em nhớ đắp bột à, lúc mà sau cùng rồi anh chị em nhớ dùng cái thăng nè, anh chị em thấy không, thì đi lúc nào cũng dùng cái thăng ém hai bên này vô cho nó thẳng nè, để tí xíu mình vũ đỡ cực nè, nó nhìn cái móng thì cũng đắp đi. Anh chị em thấy không, nhìn cái móng thì cũng đắp nó thẳng từ trong ra ngoài không, nhất là mấy cái bàn tay này nó đẹp nữa nè. Ok, beauty finger là đắp rất là đẹp luôn. Ok, nhớ là như vậy. À, bỏ cái màu xanh lên là thấm xuống khô chút nè, bỏ lên nè, vuốt nhẹ nè, đây vuốt nhẹ nè, xí vuốt là nó ra liền luôn, vuốt cái là nó ra liền, chắc tôi dễ ra lắm hay sao mà vuốt cái nó ra liền sao.
thấy chưa, nhìn sắc nét luôn, nhìn hàng độc luôn á. Nhìn hàng độc luôn. Thứ hai bỏ lên, vuốt lên cho nó đậm, thấy cái màu nó đậm không? Thấy cái màu nó đậm này. Nhìn vừa sát lên cho coi, ôi trời ơi nó đã. Bây giờ mình bỏ một ly lên nè, bỏ một ly lên nè, bỏ một ly nha. Tí nữa mình sẽ làm cái món này cho anh chị em học hỏi nha, món này rất là tuyệt vời. Tí nữa mình sẽ làm một món này cho anh chị em coi, rất là tuyệt vời luôn, đọc còn hơn thịt vịt. Lấy bột nè, lấy bột đúng không? Lấy bột là phải lấy dày nè, lấy cái dày trên cái đầu nè, thấy không? Khi bỏ bột nó không có dính nè, không có dính lên trên cái đầu cọ nè, thấy không? Nó không dính lên nè, bỏ nhẹ lên nè, thấy chưa? Lấy cái cọ ra nè, nó không có dính, thấy không? Nó không có dính lên nè, đó. Mình đó làm như vậy, mình nhớ là lấy cái bột ở trên đầu móng. Đừng bao giờ lấy cái bột, hôm qua có em nào hỏi tình yêu anh ơi sao em đắp bột lúc nào nó bị dính. Mình nhớ là phải cố gắng là mình lấy cái cục bột làm sao để trên cái đầu cọ đó. Thì em lấy bột mà nó bị dính lên trên đây nhiều quá, nó bị dính vô trong cọ là phải rồi, đừng có lấy bột rồi dính vô trong đó, nhớ cố gắng là như vậy. Ok, chưa làm xong mà nhậu cái gì em? Chưa có xong mà nhậu cái gì, xong rồi mới nhậu chứ. Đó, bột nó ráo là tha hồ mình vuốt nè, đó mình vuốt nè, vuốt vô nè, thấy không? Thấy chỗ nào mà ấy là mình vuốt nó ra, mình ấy nó cho nó ém lại, ém nó nè, đừng cho nó để cho nó dính nè. Ở Mỹ đâu có thịt đâu siêu phụ, ở Mỹ không có thịt hả? Chứ có gì? Ở Mỹ có gì em? Ông nói nữa là tôi lóc ông luôn á, chứ để nó mà ở đó mà không có thịt. Bữa giờ rồi bị mắc Facebook, bây giờ bị lóc, thấy vụ bị lóc chưa? Phá hoài à, đi tới đâu phá tới đó à. Bây giờ nhìn cái ombre này nhìn là điếc luôn. Hai cái màu đi vào nó hòa luyện vào nhau, nhìn nó đẹp. Nhìn nó đẹp nhức nách luôn. Mình bỏ một ly lên, bỏ một ly lên là cho nó nhiều, cho nó để đẹp nè. Ok, bây giờ tình yêu sẽ làm cho cái món này là món tuyệt chiêu nha. Cái món này món tuyệt chiêu cho anh chị em coi. Mình làm giống như dân mây. Ok, giờ mình làm nè, lấy cái màu đen nè. Lấy chút xíu màu đen nè, thấy chút xíu màu đen không? Để zoom ra cho mọi người coi cho nó sướng nha. Lấy chút xíu màu đen nè. Đó, dập nè, đi theo cái dòng cung. Đó, đi theo cái dòng cung xuống nè. Bây giờ, màu đen. Lấy tí xíu cho nó hơi đậm đậm chút nữa. Rồi, cho nó đậm đậm lên chút nữa. Rồi lấy màu trắng nè, màu trắng nè, cái màu trắng ít thôi, bỏ đây dậm 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 nè, dậm nè, dậm nè, dậm nè. Dậm giống như mây vậy đó, thấy chưa? Xong rồi lấy nè, lấy màu xanh nè, lấy tí xíu màu xanh nè, bỏ lên nè. Dặm nè. Thấy chưa? Lấy ít thôi. Xong rồi lấy tí xíu màu tím nè. Xíu màu tím nè. Hơi nhiều quá, ít thôi. Bỏ ra nè. Dặm nè. Thấy chưa? Xong rồi lấy tí xíu màu đen nè.
cái màu đen này giống nè. Và tí xíu màu trắng nè. Giống nè. Giờ mà thấy không? Ok, giờ mình lấy cái kim tuyến nè. Bỏ kim tuyến lên nè. Nhìn thấy đẹp không? Để lấy cái gô này, cái gô này. Cái gô sao? Thấy có tuyệt chiêu không? Rồi xong bây giờ mình làm bên đây nè, bên đây cái màu hồng nè, lấy tí xíu màu hồng nè, pin nè, bỏ lên nè. Thương tôi nữa hay sao? Bỏ lên nè. Bỏ lên nè. Bỏ màu gô lên nè. Thương giờ khi xa em mau đi rồi anh không thấy, không thấy à? Sorry à, chơi mà không cho thấy, giấu nghề không cho thấy. Ok, giờ mình để đây cho nó khô, cho nó khô xong rồi mình quay lại. Giờ mình lắp một ly từ trên xuống dưới đây cho nó phủ lên.
cho nó bao phủ. Một cái này nó thiếu cái màu đen trên đây nè, cho nó trên chút xíu màu đen lên nè, chứ để nó bị thiếu trên đây nè, để sát trên da thịt nè. Rồi bây giờ mình bỏ một ly nè, bỏ một ly nè, bây giờ tôi like giờ này để tôi kiếm view mà không thấy ai coi hết rồi. Có coi anh có mình em coi, anh muốn nhiều người coi, anh muốn nhiều người coi, anh like giờ này để kiếm view mà không ai thèm coi hết. Với cái nách luôn, ghiền luôn. Mấy bộ nail này nhìn đã lắm. Mấy bộ nail này mà sau khi mà đó bỏ treo lên, nó trời ơi nó đẹp với cái nách luôn, đẹp luôn đúng luôn. Chị em nhớ nha, tình yêu chia sẻ là anh chị em nhớ coi học hỏi mấy cái này á, thật sự ra nó không có khó đâu. Có người nào mà đưa ra một cái ý tưởng là mình có thể mình copy mình làm được, okay. Cái này nó không có khó. Thật sự ra mình chia sẻ cho mọi người mấy cái này là dễ, rất là dễ kiếm tiền, chỉ cần bỏ sơ rồi lên là nó đẹp nhất nách liền. Tại vì anh chị em biết không, mấy cái này nó đòi hỏi mình cái đầu của mình phải có sáng tạo đó, mình phải nhìn vô lãnh rỗi đó, mình vô mình coi để mình có cái đầu sáng tạo, mình làm những cái kiểu khác cho mình. Ví dụ trong tiệm mình có thể làm cái loại khác cho mình để chi biết không, kiếm thêm tiền. Chứ giờ đâu có ai mà chỉ mình hoài đâu, đúng không? Ví dụ như mình muốn lạ lạ thì mình phải làm khác lạ người ta một chút, mình phải lạ nữa, mình phải lạ cho người ta nữa, lạ cho khách của mình nữa. Nhiều khi có nhiều khách nó thích cái màu khác, nhưng mà cái kiểu này mình vẫn làm được, màu này mình vẫn làm được, đúng không? Ví dụ mình không thích làm màu đen, màu tím, màu xanh gì đó, giờ mình làm màu khác. Trời ơi, nhìn nó ghiền không? Nhìn ghiền luôn, chứ không ghiền gì. Nhìn đẹp mà cố luôn. Nhìn nè, trời ơi, tí bỏ hộp xoàn ở đây nữa. Còn không có dũa nhiều đâu mà khoe, đâu có cắt khoe tay gì đâu. Đó, mình dũa là nhớ cái dũa đè xuống này, hoặc là mình nghiêng nè, nghiêng cái dũa nè, thấy không, cái dũa vô nghiêng nè, dũa nè, nhưng mà dũa nhẹ nhàng thôi, chứ mình cưa lên cưa xuống thôi, giống như mình cưa cây vậy, mình cưa củi gì đó, chứ mình đừng có dùng sức, thấy không, mình dùng sức là nó cắn vô trong cái móng thật của người ta, nó sẽ đau. Đó là cái móng của mình khi mình dũa xong nè, anh chị em thấy không, khi nào mình dũa xong là cái móng nó nhìn nó đều từ trong ra ngoài nè, thấy chưa đó, nó không có bị. Hôm nay pha đề chắc ăn nhậu nhiều, ăn nhậu sớm quá ha.
giờ này mới có 7 giờ kém mà anh chị em đã ăn nhậu rồi, đòi nhậu rồi, chết rồi. Năm nay kinh tế khó khăn quá, lo làm đi nha, ăn nhậu ít thôi để dành chuẩn bị tiền đóng thuế. Năm nay mà không, năm nay anh chị em mà không để dành tiền đóng thuế là chết ngắt luôn. Ăn nhậu ít lại để dành tiền đóng thuế. Rồi nói với mấy người Việt Nam á là năm nay con không về đó, năm nay con không về thì tiền cũng không về luôn. Nghèo quá, hết tiền rồi, không có tiền, không có tiền lì xì, nghèo quá rồi. Về tới Việt Nam bây giờ hết lo nổi rồi, làm ăn kiểu này lo gì nổi, thế quá. Làm neo mà ngày làm ngày xưa năm nào cuối tuần thứ sáu vũ cũng 400-500, bây giờ vũ 100 mấy 200 bạc, kiếm đỏ con mắt. Đó, cho nên là mình cố gắng là mình làm để dành tiền, ăn nhậu quá hết tiền luôn rồi. Cuối tuần hồi xưa ăn nhậu cuối tuần nào cũng nhậu, giờ hết tiền là nhậu gì nổi được. Nhớ giũa nè, để nghiêng cho giũa nè, phải không, để nghiêng vô mình giũa tới giũa lui, đẩy tới đẩy lui thôi là xong rồi, đừng có đẩy nhiều quá, nhớ nghiêng qua như vậy nè, mình mới cắt được cái phần này, nó ví dụ như cái phần này nè, đó, đây là đẩy vô mình cắt nè, đó, như vậy thì nó mới được. Hai cái màu này đi chung rất là đẹp, hai cái màu này, cái màu xanh xanh cái thơ khôi với lại cái màu blue của cái màu đi 10 này nó rất là đẹp, làm lên nó đẹp má ơi. nhìn nó cái màu nó giống như là nó ảo gì đó, nhìn nó rất là đẹp. Anh chị em nào mà có muốn mua màu thì nhớ gọi số điện thoại nha. Đó, anh chị em gọi mua màu, với cái màu này chỉ có đặc biệt, nó chỉ có tình yêu nó mới có những cái màu này thôi. Rồi thường anh chị em mua ngoài nó cũng có nhưng mà nó không giống. Ok, giờ mình giũa nha, giũa mình giũa đầu giũa mịn nè. Trước khi cái đầu giũa mịn đó mình thấy nó bị dính nè, lấy cái bàn chải chà mông á, cái bãi bằng chải chà mông là chà cho nó sạch đó. Rồi tình yêu coi, tình yêu giũa cái đầu giũa mịn nè, zoom ra nè, mở máy lớn nè, mở máy maximum nè, thấy mở máy maximum không nè, giũa nè, đó giũa nè, đó thấy không nè, nghiêng qua giũa nè, đó giũa nè. Thấy chưa? Để sát cho mọi người coi cho nó đã nè, thấy chưa? Thấy không? Thấy tình yêu giũa không? Cái kia đi còn nó tròn xoay luôn. Đó. Thấy chưa? Nhìn nó giũa đẹp không? Nè, cái ngón nè. Tại vì mình giũa cái đầu giũa này á là nó không có mắc bột. Nó không có mắc bột, mình giũa nó rất là sướng. Đó, giũa nó rất là sướng. Thấy không? Giũa nó rất là sướng. Anh chị em nên mua cái đầu giũa này về xài. Mê anh hả em? Em có mê anh không Thúy mê Thái My? Thái My mê anh thì cưới anh làm chồng luôn đi em. Anh đang ế độ rồi. Bao nhiêu tiền hả? Tùy theo mình lấy em ơi, anh đâu có biết đâu. Ví dụ như tùy theo cái khu của mình. Đó, nhớ mình giũa luôn cái phần ở dưới nè. Giữ luôn cái phần ở dưới này cho nó sạch nè.
số điện thoại của tình yêu là 832-216-7717 nha, 832-216-7717 nha. Cảm ơn anh Lộc. Anh Lộc bạn vô coi biết bạn thuộc lòng luôn số điện thoại của tôi luôn. Nhớ vũa luôn cái phần ở dưới nha mọi người, vũa luôn cái phần ở dưới này. Bây giờ thấy cái phần giữa không, phần giữa nè, nó đẹp, nó đã không, giữa kia đi còn nó tròn sướng rồi. Anh chị em thấy tình yêu giữa không, thấy cái đầu giữa không, lợi hại không, thấy nó tròn không? Nếu khách quay lại phiêu phải thích ốp hả? Không cần đâu em lấy cái đầu dũa phá của anh đó. Anh không có đầu dũa phá, anh phá bột ra làm lại cái khác em. Làm lại một khác cho người ta thôi. Chứ đầu tháo, đầu tháo là làm gì? Ví dụ con khách mà nó yêu cầu mình tháo ra thì mình tháo ra. Còn nếu đầu làm phiêu thì mình vẫn làm phiêu. Mình làm phiêu cho nó. Nha, đâu có cần phải tháo ra, mua có cái đầu dũa phá đó. Hello Quang Trần, khỏe không Tân? Trời ơi, long time no see. Lúc này nghe nói con có hang la con ghệ, con đâu có nhớ sư phụ đâu. Hả? À, Tân cái này ghệ bao la rồi, con đâu cần nhớ sư phụ đâu. Ngày xưa con làm chưa có giỏi á. Con qua con gặp sư phụ là sư phụ này, sư phụ nọ. Bây giờ dạy nghề cho đã rồi, có nghề rồi, có ghệ buôn đầy. Bây giờ đâu còn nhớ sư phụ đâu. À, vậy mà nói em qua sư phụ, em học một chuyến và em nhớ sư phụ cả đời. À, bây giờ nó thấy học sinh nó ớn không? Thấy đệ tử không? Cái gì mà nói không có đứa nào làm đâu, đâu đứa nào mà làm đâu. Thôi mà nó sợ không mà nó học nghề được của mình, nó đâu có thèm nhớ tới mình là ai đâu, không biết ông tình yêu là ai nữa. Khổ, bởi vì làm sư phụ khổ. Lúc nó chưa có cái tay nghề, nó nói là em sẽ gọi sư phụ mỗi ngày, nhắc nhở sư phụ. Nếu khách làm lại mọi nhà thơ, mọi củi phá ra hết được hơn hả? Dạ được chứ, đâu có gì không được chuyện. Phá được hết như chị ơi. Tại cái đầu dũa phá nó không có nóng, nó không có bị nóng đó, cho nên mình có thể mình phá xuống dưới được chị. Cho nên là anh chị em cũng có thể là xài bất cứ, nói chung mình có điều kiện, bây giờ mình có những cái thứ mình cần đó, mình làm nó rất là tiện. Thứ nhất là những cái đầu dũa phá, thứ hai là này kia là mình làm được hết. Ok, còn cái đầu dũa mạnh của tình yêu này, ok. Dạ có ship qua kênh Linh Đà, anh có ship qua UK nha em. Em cứ gọi số điện rồi em gọi cho Uyên Nguyễn, hoặc là em nhắn tin qua Messenger cho ông Uyên Nguyễn, hoặc là em gọi số điện thoại này em đọc lên đó. Nhưng mà ở nước ngoài thì nên Messenger nha, em Messenger cho nó tiện. Đó, đây là cái đầu dũa mịn của tình yêu nè, cái đầu dũa mịn nè. Bây giờ mình dũa nó rất là sướng nha, nè coi tình yêu dũa nha. Ok, coi gì tình yêu dũa nè. Mình chỉ chạy sơ cái trong cái kia đi cò thôi nè. Đi ra. Thấy anh chị em thấy không? Thấy mình chạy sơ trong cái kia đi cò không? À. À, thấy giờ là xong, mình chỉnh dưới này cái nữa nè. Chỉnh nhẹ sơ nè, à, chỉnh nhẹ sơ cái là xong rồi. Thấy chưa? Chị em thấy không, nó rất là dễ cho mình nha, không có gì khó đó, là xong rồi đó. Như vậy là mình đã chạy xong cái kia đi cò rồi. Sư phụ có nhận đệ tử không anh? Giờ anh, bây giờ anh hết nhận đệ tử rồi em ơi, anh sợ lắm rồi. Anh sợ đệ tử lắm rồi, giờ đệ tử nó bán anh, nó ăn hoài cho nên anh sợ luôn.
Tháng tư tìm hiểu có lớp đó, qua đây thăm đi, qua đây nếu mà nhận đệ tử thì qua đây học đi rồi chứ nhận đệ tử. Thường thường muốn tôi nhận đệ tử là phải đem gà đem đồ qua cúng, phải không? Làm vậy muốn nghèo cũng khó ha. Trời ơi trời, sao ai cũng tưởng thôi mà nghề neo nó giàu lắm, sao mà ai cũng tưởng tôi giàu ta. Trời ơi, tôi vậy chứ trên răng dưới giái không á, lộn trên răng dưới dép không có chứ đâu mà tiền đâu có, trời có tiếng mà không có miếng. Làm gì có tiền bạc gì đâu. Trời ơi, tình yêu nghèo cũng chết luôn. Nói vậy thấy gì chứ, tình yêu là chỉ có tình thôi chứ không có tiền đâu mọi người ơi. Tình nghĩa thì bao la chứ tiền bạc thì thiếu thốn. Cho nên là anh chị em cứ nghĩ là tình yêu thấy làm gì, nhiều tiền cũng khó đâu mọi người, không có nhiều tiền đâu. Làm đủ ăn đủ mặt rồi. Dạ đầu dũa bao nhiêu một cây? Dạ đầu dũa chị gọi số điện thoại giùm em nha chị gọi số điện thoại giùm em nha, số điện thoại 8322167717 nha chị. Cây đầu dũa của em đang dũa là 20 đồng một cây nè chị, nhưng mà chị gọi số điện thoại đó đi rồi người ta sẽ nói chuyện với chị nha. Đó, tình yêu dũa lẹ không, đâu có cần phải chạy ào ào làm gì đâu. Anh chị em chạy đầu dũa chạy từ từ thôi, dũa neo mà đâu cần phải dũa gió đâu, dũa từ từ cho nó chắc. Chị em nào muốn mua đầu dũa mua gì thì cố gắng mua dùng nha, đừng bỏ qua những cái gì mà tình yêu live stream, tình yêu chia sẻ, là nhớ cố gắng mua những cái đầu dũa đi, tình yêu mới giàu được chứ. Sư phụ nghèo lắm chưa mua máy bay rồi. À mẹ cái ông nội đó thiệt á, chẳng lẽ giờ tôi lót ông á, nhà có gì ông đem khoe hết trơn này thiệt á. Ông là Ninh Phan á đúng không, phải không, phải Ninh Phan không? Mọi người thấy tình yêu dũa không, rất là lẹ nha mọi người, đừng có dũa nhiều, thấy không, dũa vậy là xong, rất là đẹp luôn, sạch carbon luôn, cái cuticle nó đẹp phơi phới. Tình yêu thì không có đẹp, mà tình yêu độc, đó, tình yêu không có đẹp nha, nhưng mà tình yêu độc, đó, lạ, rồi còn lùng nữa, đó, tình yêu rất là hay cái chỗ đó, tình yêu không đẹp nhưng mà anh độc, đó. Anh không có đẹp nhưng anh độc nha em. Nhớ cố gắng đó là mình dũa neo là mình phải ôm cho nó tròn, nó đẹp. Cười gì lọc, anh nói không đúng sao cười, anh nói không đúng sao cười, anh nói đúng quá chứ. Dũa từ từ, dũa làm sao cho hai bên cái góc này nó gom vô, nhưng mà đừng có đè nha, đè là nó mắc bột á, anh chị em nhớ là một điều, đừng bao giờ đè đầu dũa là mình không bao giờ mình đè. Để lấy bột cho nó láng thôi chứ không phải dũa để lấy bột ra mà đè chứ cho nó cực. Làm neo mà mọi người đè nhiều quá. Ai? Lọc đăng ký lớp tháng 2 hả? Lóc ổng đi, cho ổng khỏi đi. Hôm qua ổng quậy quá chịu ai chịu nổi. Lọc tháng 2. Nói là ổng nói là lớp tháng 4, có lớp tháng 4 đó qua học đi. Thì ông nói mấy người mà chưa đăng ký á. Ông mà thế này hôm qua ông quậy quá. Tôi nhắc nhở ông á. Để
sẵn tối em coi hả? Có gì em? Để gì mà để sẵn ra tối em coi. Ờ tháng tới gì nữa, còn có mấy ngày, còn mấy tuần, 2-3 tuần nữa gặp nhau rồi cưng. 2-3 tuần nữa là mình gặp nhau rồi. Hello Khải Trần. Nó có lớp 30 gì? 30, 31 tháng 2 không? À có em. Lớp đó dưới âm phủ á. À, lớp đó xuống âm phủ nha, nghe Khải Trần ơi. Lớp đó dạy dưới âm phủ á. Mốt tôi đi dạy tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi sẽ không ác thằng nào hết trơn á, tôi chỉ ác ghệ thôi. À, tôi chỉ ác là nữ học sinh thôi, tôi không bao giờ tôi ác cho nam học sinh, nó về nó quậy quá thì không chịu nổi. Giờ là trong khi đó là có rồi nè, bảo đảm là Lộc Nguyễn nè. Lộc Nguyễn nè là một trong danh sách rất là cứng rắn, không lên ác Lộc Nguyễn. Ở đi học về nó quậy chịu nổi, lên live mà nó quậy kiểu này chịu nổi. Đi học về nó biết sư phụ rồi. Trời ơi, thời nay em đi học về nó sư phụ là nghèo gì, có tiền nghèo chưa có tiền mua máy bay thôi à. Phải không, phải gì dựa chứ. Trời ơi. Ok, bây giờ mình chuẩn bị mình bỏ hộp xoài nha, mình vừa lấy cái xếp lại nha. Mình vừa mình lấy cái xếp lại nè. Cái xếp lại cho nó đẹp. Lấy cái xếp lại. Quay cái tay lại, lấy cái xếp. Nhớ quay cái đầu lại để cái dũa nằm ngang, anh chị em đừng có chọt nha, chọt như vậy là nó sẽ khác, nó chọt là nó sẽ cong chứ nó không có thẳng. Còn tình yêu là tình yêu để ngang cái dũa chứ không có để thẳng. Để chọt như vậy là anh chị em chọt như vậy là có nghĩa là nó bị cong cái chỗ này, nó không có thẳng, nó không có đẹp. Tình yêu thì thích nó thẳng hơn mà thích nó chọt á, chọt nhiều quá nó sẽ nguy hiểm lắm. Chọt nhiều khi nó hay bị lủng. Nó mang tới hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên nhớ là đừng có chọt, hiểu không? Đừng có chọt nhiều quá, không? Chị em nhớ là để nằm ngang, nó mới chọt. Chưa gắn hộp xoàn bỏ đi hết rồi. Ăn nhậu cũng phải chờ sư phụ làm xong rồi mới đi chứ, vô coi xong rồi bỏ chạy chứ. Đúng rồi, em chọt vài con này rất là nguy hiểm nha bạn Khải nha, chọn cái ít thôi. Ok, ok.
Thấy cái màu ra đẹp không? Đẹp nhất đất luôn ha. Hai cái màu đẹp gì đâu. Anh chị em sức cái kêu gắn hộp xoàn, anh chị em sức nhẹ nhẹ thôi, chứ anh chị em được cái sức mạnh quá nó sẽ đè cái cục hộp xoàn nó chạy vô khác. Nhớ nha, sức nhẹ nhẹ để cho cái kêu nó còn đứng lại, nó động lại đây nè, để mình bỏ hộp xoàn cho nó chắc. Thấy không? Cái bàn tay con này nó đẹp từng cm luôn, nhưng mà chỉ có cái ngón tay nó không đẹp thôi, chứ cái móng tay thì nó đẹp, cái móng tay nó làm cho dễ làm, đẹp lắm. Đẹp không? Nhìn nhức nách luôn thì thấy không? Đẹp quá. Đơn giản đang giỡn kiếm tiền. Chịu nổi. Cái màu này bỏ hộp xoàn lên là nó đẹp kỳ cục. Nhìn nó sang ngang. Bảy rồi sư phụ về nhậu, tiền đâu nhậu con? Sư phụ làm gì có tiền để nhậu. Tiền đâu có mà nhậu con ơi. Thời buổi kinh tế khó khăn, bớt được bia thì cứ bớt đi, thuốc lá ít hút lại. Chơi thẳng mẹ nó xì ke luôn cho nó lẹ. Tiền bạc nó đi nhậu. Thương quá, đẹp quá. What's wrong with you? Hell no. Hello anh Trinh Huỳnh. Hello anh Hiếu. Hello anh Hiếu. Anh Hiếu nhảy đầm sexy. Thank you.
cầm lưới hai cái màu đẹp quá ha. Như cái lắc. Chị không nổi. Em chịu không có nổi. Hiếu là làm giỏi chứ Hiếu. Hiếu ơi, lúc này em làm giỏi chứ Hiếu, chưa giỏi qua gặp thầy nữa đi cưng. Úc, chưa giỏi qua hả? Kiếm gì? Qua kiếm tình yêu nữa đi. Sòn mà nó rớt là đau lòng lắm đó nha, đỏ là đau lòng lắm. Học sòn này học sòn xịn chứ không phải học sòn thường. Rớt từng hộp là nó giống như rớt trái tim ra ngoài. Chiếc này qua nhớ giải đầm nha. Cái này nhớ qua đầm nha, nhảy cha 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 với rumba rồi nha. Đồ dìu em nha anh. Em anh nhớ dìu em nha. Hello Nicole. Ok, giờ mình bỏ treo nha, bỏ treo lên cho đẹp. Này quan trọng nè. Wow, đẹp bà cố luôn. Nhìn như giống như là hả, trên trời có đám mây đen, chính giữa mây trắng hả, xung quanh mây vàng. Ước gì anh cưới được nàng, xây hồ ba bể cho nàng tắm con. Chưa xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Ok, có cái nào beautiful. Sư phụ còn gọi mấy em không, còn mấy ông cho đi âm phủ hết là sao? Đẹp thiệt không? Đẹp không? Đẹp bà cố luôn á. Hai cái màu này ông ra đẹp không? Đẹp ha. Nhìn nó là lạ. Nhìn nè, chịu không nổi. Thành ra mấy cái búa gõ xe thôi. Chết thóc all the time.
nhìn đi là sẽ yên. Take it. Excuse me. Đẹp không mọi người? Đẹp không? Excuse me. Thank you. Phone của con bên kia kìa. Ok, giờ mình ở đây mình cho Thiên Hạ ngắm chút xíu là mình chia tay ha. Cho dài trái tim đi. Đâu có bệnh đâu, hắt xì thôi à. Anarchy bị ở ngoài nó có ấy. Đẹp không? Anh em cho dài trái tim đi. Ăn ngon miệng có cơm đâu ăn. Đẹp bà cố luôn. Nhìn bàn tay đẹp bà cố luôn. Ok, bye mọi người nha.